Xin chào Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Annie Bây giờ sẽ là tập 38 Tập cuối của Kim Ốc Hận Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh Để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie Vĩ Thành Đời người bước đến lúc tận cùng Cuộc đời của nàng cứ xuôi theo cảnh mặt trời lặn Mặt trời lặn trên thành Trường An hoa nở hoa tàn trong cung kiến trường cho đến ngày nhắm mắt nào nguyên phong đầu tiên ngự giá trở về trường an đã là tháng bảy lúc xe ngựa tráng lệ được kỳ môn quân bảo vệ xung quanh tiến vào trong trường an từ cửa thành phía tây trần a kiều nhìn qua rèm thấy mái ngói lưu ly của cung kiến trường thì thở một hơi rất dài ao sen trước điện trường môn ngày nào vẫn còn xanh um giờ đã nở rộ cuối tháng chín lưu triệt di chuyển lưu dân tới giang hoài bắt đầu khai phá lưu vực của sông Trường Giang, ngày sau còn vốn hoa hơn quả quan trung. Tháng 10, y dẫn 18 vạn kỵ binh đi tuần thú biên cương, Trần Ác Kiều lại không đi theo. Hành trình đi từ phía Bắc Vân Dương qua Thượng Quận, Tây Hà, Ngũ Nguyên, rồi vượt Trường Thành lên Bắc, đứng ở trên đài của Thiền Vu nhìn về hướng Bắc của Hà. Bắc Hà, quan sát Hùng Nô. Trước uy thế quần Hán, dân Hùng Nô còn lại đều chạy trốn thật xa. Cuối năm Nguyên Phong, hoàng hạ lại dâng nước gây đũ lụt nước lương và nước sở trước đây hoàng đế và hoàng hậu có đi tuần thú qua đều đã gặp tai họa dân chúng lầm than lưu triệt rất cũng đã hạ quyết tâm dồn sức để sửa trị hoàng hà năm xưa cấp ảm và trịnh đương bịt đầy vỡ nhưng mà hết vỡ quá sâu nên là không thể nào đủ vật liệu trong điện trưởng môn trần a kiều chỉ và sa bàn sông hoàng hà nói giọng đều đều sau đó Bệ hạ lại bỏ đắp đê, Cho nên mới để cho lũ lụt hoành hành hơn 20 năm Năm đó Nào vẫn còn làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ trang nghiêm ở điện tiêu phòng Chỉ chăm chăm chờ đợi Vui mừng khi phu quân ở bên cạnh Nào nghĩ đến sự sống chết của vô số lưu dân ngàn dặm bên ngoài Khi đó Cuộc chiến Hán-Hùng Đang hồi cấp bách Hơn nữa vùng Quan Trung mới là căn bản của Đại Hán Đất Quan Trung chiếm 1 phần 3 thiên hạ Mà dân chúng chỉ chiếm 1 phần 13 Đất đai phù chú Bây giờ mới khai khẩn được Lưu Triệt lướt nhìn nàng. A à, Kiều lại khẽ thở dài, y lại đế vương cho nên phải tính toán đến toàn cục, chứ không phải là ở tiểu tiết. Quyết định như vậy, đối với dân chúng mà nói, vậy thì quả thật là tàn nhẫn, nhưng mà không thể nào nói năm đó Lưu Triệt quyết định không đúng. Sau khi văn võ bá quan ở trong điện tuyên thất hiểu được ý của bệ hạ thì cả triều đều im lặng. Chuyện này, chị Thủy đã không dám nói chắc, đại khái là gian khổ, cuối cùng là giao cho Thái Trung Đại Phu, Kim Nhật Đan Trần A Kiều biết rằng đây cũng là khảo nghiệm của Lưu Triệt đối với Kim Nhật Đan. Từ sau khi điện diện kiến bệ hạ ở cung kiến trường hồi cuối năm Nguyên Đỉnh thứ năm, Kim Nhật Đan dần dần thu bớt tính tình của ngạo, hành xử trong chiều càng ngày càng cẩn thận. A Kiều quan sát hết thấy, trong lòng lại thầm cảm thán. Người thiếu niên hung nô này có thể hy sinh vì tào tào như vậy thì chắc chắn là rất yêu con của nàng. Nàng vì dân chúng thiên hạ nên bảo mật nhi nhắc nhở Kim Nhật Đan hai điều. Thứ nhất, chuyện trị thủy chú trọng về phần khai thông mà không phải là đơn thuần ngăn chặn thứ hai hãy để ý đến vấn đề vật liệu đắp đê năm Nguyên Phong thứ hai hoàng đế phái thiệp hà tới thuộc quốc của triều tiên ban dụ lệnh cho quốc vương triều tiên là vệ cửu vệ hữu cử vào bái kiến quốc vương triều tiên lại không nhận dụ lệnh tháng tư từ hoàng hà báo tin về rằng Kim Nhật Đan chỉ huy quất xương và mấy vạn dân công, lấy trúc và đá cắm xuống đáy sông để chắn ngang đồ chỗ đề vỡ. Mới đầu thì thưa, sau đó lại dày lên, khiến cho thế nước chảy qua chỗ vỡ đã chậm lại. Thêm đó, dùng cỏ khô trộn với đất cát bịt kín, cuối cùng là đổ đất cát vào trong đá, chặn được trong dòng nước, khôi phục lại dòng chảy của sông Hoàng Hà trở lại như trước. Vì công trạng đó, Kim Nhật Đan đã được thăng trung lang tướng, bổng lộc 2.000 thạch. Tháng 7, Triều Tiên mượn một cớ nhỏ để phát binh tấn công liêu đông giết chết thiệp hà trong mùa thu liêu triệt ra lệnh chiêu mộ tử tù chỉ làm hai đường đánh dẹp triều tiên tháng riêng năm nguyên phòng thứ ba quân hán bắt được lâu lan vương khống chế con đường tơ lụa vào mùa hè quân hán bình định triều tiên ở phía đông thiết lập bốn quận chân phiên huyền phố thố lâm chuân nhạc lăng đến mùa thu công chúa diệt chữ vốn được hoàng đế sùng ái nhất vừa tròn 20 tuổi cuối cùng cũng đã bị xuất giá ở trong sự ngỡ ngàng của mọi người vị hôn phu mà bị hạ lựa chọn cho cô lại là một người hung nô tuy kim nhật đan dần dần bộc lộ ra tài năng trong triều đình tác phòng cẩn thận vững vàng co tài kinh bàng thế tế thế được sự tán thưởng của cả hoàng thượng và thái tử nhưng làm sao có thể chiếm lấy viên minh châu được cưng trưởng nhất trên tay của hoàng đế và hoàng hậu cả giới quý tộc lẫn dân chúng trường an vẫn còn đang ra sức đoán già đoán non thì lễ nghi xuất giá của công chúa diệt chữ đã được cử hành long trọng Đại tư nông tăng Hoàng Dương trông coi tiền bạc và lương thảo quốc gia, nói về thân phận em kết nghĩa của mẫu thân công chúa diệt chữ, lần đầu tiên không ngầm nghị, dị nghị về sự lãng phí của đế vương, vui vẻ quyết đoán tiền bạc chuẩn bị cho hôn lễ. Đến điện trưởng môn, Lưu sở ngồi yên lặng trước gương để cho A Kiều trang điểm tỉ mỉ cho cô theo kiểu thiếu nữ chờ đợi xuất giá. Cặp lông mày, đôi má lúm dần dần hiện ra vẻ tinh tế, đẹp đẽ dưới phấn son trang điểm. Thiếu nữ ở trong gương bất giác đã đến tuổi 20, hoa gấm, ở cái tuổi rực rỡ như vậy từ nay về sau sẽ thuộc về một nơi khác buồn vui vinh nhục cùng hắn mẫu thân lưu sợ bật lên một tiếng gọi rồi khóc òa à. đã bao nhiêu năm qua kể từ khi a kiều trở về trường môn khôi phục lại vị trí hoàng hậu nhưng cô vẫn không chịu đổi cách xưng hô thành mẫu hậu mà cảm thấy gọi mẫu thân đó mới là thân thương nhất tào tào ngốc nào a kiều lại mỉm cười an ủi giấu đi nỗi nghẹn ngào có phải là không thể nào trở về nữa đâu nếu như con muốn lúc nào cũng có thể vào cung thăm mẫu hậu và phụ hoàng đừng có khóc nữa kẻo phí công trang điểm liều sơ nín khóc lại mỉm cười gật đầu cô đứng dậy quay ra thì thấy ca ca đang chờ ở ngoài rèm cô dạo bước tới bên cạnh lưu mạch đưa tay lên cho hắn đỡ lại nghiêng đầu ca ca tạo tạo bây giờ có đẹp không liều mạch đã ở vị trí thái từ được mấy năm tâm trí càng ngày càng sâu sắc nhưng mà nhìn muội muội sống nương tựa lẫn nhau từ thuở nhỏ cho tới lúc trưởng thành vừa trang điểm xong thì cặp mắt đen sâu thẳm vẫn ánh lên vẻ dịu dàng đẹp lắm hắn rất chân thành khen ngợi lúc đó kim nhật đan đang ở ngoài cửa đông cung chờ đợi người thiếu nữ chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của mình lưu sơ mặc một bộ lễ phục của tân nương nhìn giống như là một áng mây hồng dùng nhàn giống như hoa sen nổi trên mặt nước tỏa ra hương thơm thơm ngát từ nay về sau hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận nắm lấy tay của cô vợ chồng công chúa tới điện tuyển đức để khấu đầu tạ ơn công lao nuôi dưỡng của hoàng hậu và hoàng đế ở trên điện liều triệt cùng với trần a kiều đều mặc lễ phục trang trọng của hoàng đế và hoàng hậu nét mặt rất nhu hòa món hồi môn cực kỳ lớn của công chúa diệt chữ khiến cho cả dân chúng trường an trợn, trợn mắt lũ lưỡi khi cố xe chở lễ đầu tiên đã vào khuất ở trong phủ công chúa thì cố xe lễ cuối cùng vẫn còn chưa đến đường khởi của cửa cung. vào mùa thu năm Nguyên Phong thứ ba, Trần Á Kiều gả chồng cho đứa con gái yêu quý nhất trong cuộc đời, mặc dù sau này vẫn có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng đã không còn là đứa con gái bé bỏng, có thể tùy ý làm nũng với nàng nữa. lòng của nàng vui buồn lẫn lộn. Tháng 12 hai năm Nguyên Phong thứ ba, quân Hán đánh bại nước Sa Sư. vào lễ đầu năm mới của Nguyên Phong thứ tư, công chúa dịch chữ vào cung thăm phụ hoàng và mẫu thân, cô nắm lấy tay của a Kiều liễu diếu nói mấy chuyện riêng từ của phụ nữ. trần na kiều nhìn vào mắt của con vẫn thấy trong veo, thì ở trong lòng cũng được an ủi. là một người mẹ, Nàng luôn lo lắng cho hạnh phúc của con gái. cuối năm nguyên phòng thứ tư thái tử phi thượng quan linh bỗng nhiên đã ngất xỉu ở trong thượng điện bắc vọng, ngự y thăm khám xong liền bẩm báo. chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ là đã có mang rồi, hoàng gia đã có người nuôi giói, đó là một chuyện vui lớn. Trần A Kiều và Lưu Mật nghe xong thì đều vui mừng. Vào mùa xuân năm nguyên phòng thứ năm, Thượng quan Linh sinh đứa cháu gái trưởng của Hoàng gia sớm mấy ngày. Đứa bé nhỏ đến nỗi A Kiều bế chiếc áo gấm mềm mại bọc thân hình bé nhỏ của nó trên tay, vẫn còn hoài nghi liệu nó có biến mất hay không. Thời gian thấm thoát, mới năm nào, nàng ôm hai đứa con song sinh quyết tâm sống tốt cuộc đời này. Chấp mắt một cái, nàng đã không còn nhớ được cảm giác khi bế một đứa trẻ mới sinh trên tay là như thế nào nữa. Liệu triệt ban cho đứa cháu gái, đầu của y cái tên là yêu hoa đào yêu kiều sắc màu rực rỡ rồi sẽ việc vô quỳ yên bề gia thất a kiều cho rằng cái tên này hàm chứa trong những kỳ vọng của y đối với hạnh phúc của đứa trẻ mới sinh tháng tư hoàng đế thiết lập thứ sự ở 13 ba châu dùng sáu điều để hỏi chuyện đây là một loại trận tắc được đặt ra để giám sát quan viên bắt đầu từ thời hán vũ đế Hàn Vũ Đế đã chia đất nước thành 13 châu, mỗi một châu cử tới một thứ sử. Mỗi năm ở trong đợt tuần hành vào mùa thu sẽ dùng 6 câu hỏi để nắm được tình hình của quận quốc, giám sát viên khu vực. Vào tháng 9, danh tướng một đời vệ thanh lâm bệnh mất ở vụ trường Bình Hầu, còn chưa đến tuổi biết mệnh trời. Đêm hôm đó, Liều Triệt và A Kiều thay thường phục. Đang xem sách, nói về chuyện vui vẻ trong điện trường môn thì nghe nội thị bẩm báo về việc này. Lưu Triệt thấy lòng sầu thảm, người vừa đi mất chính là tri kỷ của y thời niên thiếu trình chiến vị trí hướng của y nhưng sau này lớn lên lại bị chính trị làm cho xa cách chỉ là nghe tin hắn qua đời ở trong một đêm thu như vậy y lại nhớ tới quãng thời gian trong sáng vui vẻ cùng với nhau đi săn thú trong thượng lâm uyển thủ còn niên thiếu Liệu triệt lại càng nghĩ càng cảm thấy già nua vệ thanh cùng với thế hệ với y cũng đã ra đi rồi vậy thì bọn họ còn bao nhiêu thời gian trên thế gian này nữa Liều triệt xưa này hùng tâm vạn trượng Trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy sợ hãi Y ôm -um chặt lấy A Kiều Chậm mặc một lát rồi lạnh nhẹ giọng nói Tại sao Kiều Kiều Lại không hề tức giận một chút nào Sao Trần A Kiều giật mình Một lúc sau mới có phản ứng Lại hỏi ngược lại Tại sao thiếp lại phải tức giận Mặc dù về thanh là người họ vệ Nhưng mà nàng vẫn thừa nhận hắn là một anh hùng Còn nguyên nhân hắn không còn được lưu triệt tin dùng Truy tới cùng cho tới một phần là do tính toán của nàng gian nan là nợ anh hùng phải vay thiếp biết nàng mỉm cười nói vệ thanh là một người quan trọng trong cuộc đời của bệ hạ không có gì đáng ngạc nhiên giống như a kiều là thê tử của bệ hạ nhưng a kiều vẫn có sư phụ mạch nhi tào tào và sư huynh bọn họ đều là những người không thể nào thay thế trong cuộc đời của nàng lưu triệt hử lạnh một tiếng nghe a kiều nhắc tới tiêu phương y không khỏi nhớ lại cả người trong thượng lâm uyển năm nguyên định nguyên niên người đàn ông đẹp như ngọc kia bởi vì a kiều đau đớn mà bộc phát ra một phần tâm tư vẫn luôn giấu kín cho tới bây giờ cả linh hồn lẫn thể xác của a kiều đã thuộc về y nhưng y vẫn không thể nào xóa đi sự kính trọng của nàng đối với tiêu phương y nồng nàng hôn lên khuôn mặt kiểu diễm ở trong lòng khiến cho nàng ngây ngất tất cả những ý nghĩ vẩn vơ đều tạm thời ném ra đến tận chín tầng mây vào năm nguyên phòng thứ sáu ích châu cùng mình đã làm phản lưu triệt sai tiết thực xuất quân bình định vào năm sau nhà hán đổi niên hiệu thành thái sơ tháng năm năm thái sơ đầu tiên triều đình ban chiếu dùng thái sơ lịch lấy tháng riêng là tháng đầu và chọn màu vàng làm chính tính theo ngũ hành quy định các chức quan âm luật và lễ nghi của tông miếu của bá quan trở thành chuẩn mực cho đời sau tháng tám năm thái sơ thứ hai lưu triệt phá sứ giả đem vàng tới đến đại uyển để đổi lấy hán huyết bảo mã đại uyển vương khâm lại rất phục uy thế của đại hán cho nên dân tặng rất nhiều bảo mã trần a kiều nghe danh của hán huyết bảo mã đã lâu đợi sau khi sứ giả từ ngàn dặm xa xôi đem bảo mã trở về vườn ngự uyển ở trường an không nén nổi sự tò mò kéo lưu triệt đi xem con ngựa toàn thân đỏ rực cao lớn nhanh nhẹn ánh mắt ngạo nghế danh bất hư truyền a kiều nóng lòng muốn thử lưu triệt lại lo lắng cho thân thể của nàng Hãy để chơi tới khi nó được thuần phục đã Hán huyết bảo má lại cực kỳ cao ngạo Liên tục hất ngã mấy người thuần ngựa Sau mà của Lưu Triệt chậm xuống Đại hán được xưng là anh tài xuất hiện lớp lớp Tại sao ngay cả một con tuần má Cũng không thể nào phục hồi nổi Phụ hoàng Lưu Mạch đứng bên cạnh Thấy đúng là bảo má Lại muốn mấu thân hần hoàn Lại chấp tay Vậy xin để như tử thì thử một lần Thái tử sao Lưu Triệt do dự vẫn nói con của thiên tử làm gì cũng phải cẩn thận. Thái tử là người kế vị một nước, có thân phận cao quý, thuần phục ngựa là một công việc rất nguy hiểm, chẳng may mà té ngã thì ắt là không hay, vì dù không làm sao thì riêng việc không thuần phục được con ngựa cũng đã mất đi thể diện. Nhưng thời niên thiếu của y cũng đã từng mạo hiểm như vậy, lúc đạp trên đầu sóng ngọn gió đã bao giờ biết sợ hãi chưa? Mạch Nhi. A à, Kiều lại tin tưởng con của mình, thay y sửa sang lại cổ áo cho con trai rồi dặn dò: "Hãy cẩn thận." Vâng. Lưu Mạch Giao mũ qua cho Thành Liệt, buộc lại tóc, vào trường ngựa, bước tới gần con hãn huyết bảo mã. Con tuấn mã liên tục hất văng mấy người cũng có phần mệt mỏi, hơi trộm vó lên trước, lại thở phì phì. Lưu Mạch nhìn thấy ánh mắt của nó lấp lánh, lại cực kỳ kiều hãnh. Hắn thình lình phóng lên trên, ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Hãn huyết bảo mã sừng sốt một lúc rồi lại tung vó phóng như điên, nhảy lên trồm trồm, định hất người trên lưng xuống song ở trên lưng nó là một người kế thừa công phu của triều thiên môn mà những người thuần ngựa bình thường là không thể nào sánh kịp liều mạch bình tĩnh ngồi ở trên lưng ngựa cảm giác giống như là đang ở trên một con thuyền nhỏ giữa đại dương sóng gió mạnh hơn nữa thì vẫn vững trái tựa như thái sơn cũng không biết trải qua bao lâu con tuần mã bên dưới rốt cục cũng đã nhụt trí dần dần ổn định cả người lẫn ngựa đều đầm đìa mồ hôi hay lắm tiếng rào hò xung quanh vang đến như sấm có cùng nhân cờ chí khen ngợi Thái tử điện hạ quả nhiên là dũng mãnh phi thường, hàng phục được bảo mã. Lưu Mạc coi như không nghe thấy, lại ngồi yên trên lưng ngựa, cười tươi tắn. Ánh mặt trời mùa thu chiếu nhàn nhạt, nhạt, trên trường ngựa. Nhiều năm về sau, đám công nhân vẫn còn nhớ mãi nụ cười trong sáng của chiêu hoàng đế có thể so sánh với ánh mặt trời mùa thu ấm áp lúc này. Triều hoàng đế không giống với vũ hoàng đế vì miệng của hắn luôn có nếp nhăn khi cười, nhưng nó chỉ ôn hòa chứ không nồng ấm. Vì ngày đó, nếu có hiếu vũ Trần Hoàng hậu đứng ở bên ngoài nhìn cho nên hắn mới có thể cười thực lòng. lịch sử trong sự mở đầu của ban siêu đời sau viết về hiếu, hiếu chiều hoàng đế đã có viết hiếu Triệu hoàng đế trí hiếu cùng mẫu thân liều mạc nhảy xuống ngựa sai thị tòng làm một bộ yên cương mới hợp với ngựa quay đầu lại nhìn mẫu thân đang bước tới lại mỉm cười bây giờ mẫu thân có thể cưới nó được rồi hán huyết bảo má lấy hết ngạo khí còn sót lại gõ gõ chân liền bị lương Mạc trừng mắt nó dường như hiểu sự quan trọng của người phụ nữ này đối với chủ nhân cho nên yên tĩnh trở lại chuyển thuyết quả nhiên là thật mồ hôi của hắn huyết bảo là đỏ như máu nhuộm hồng cả thân nó cũng nhuộm luôn cả hồng phần ở dưới y phục của lưu mạch a à kiều à nhìn thấy cong mày lại mất hứng nói nhuộm thành như vậy coi như y phục này bị bỏ đi một nửa rồi lưu mạch không ngờ mẫu thật lại đáp lấy như vậy cất tiếng cười lớn hãn huyết bảo má nghe tiếng cười cảm giác lại bị sỉ nhục Quay đầu nhìn hai mẹ con bọn họ trước vẻ mặt tò mò Vậy thì xin mẫu thần ấy ban cho nó một cái tên Lưu Mạch nói Con ngựa này là lương cầu của thiên hạ Lông đỏ như máu Mồ hôi cũng đỏ như máu A à, Kiều suy nghĩ một chút Vậy đặt tên là Chu Ly đi Bởi vì Lưu Mạch đã thuần phục được Chu Ly Cho nên Lưu Triệt ban cho nó Là sở hữu của Lưu Mạch Khi Lưu Mạch trở lại Điện Bác Vọng thượng quan linh đã nghe chuyện nói ở trường ngựa cho dù mắt thấy liều mạch không hề bị tổn hại nhưng mà nghĩ lại vẫn kinh tâm động phách bước ra đón lại lo lắng điện hạ người có chuyện gì không ta không sao Lưu mạch thay y phục vẫn còn hăng hái linh nhi ta tập võ từ thuở nhỏ chẳng qua chỉ là một con ngựa mà thôi sao mà làm khó được ta Lưu yêu đã ba tuổi có thể nói được mấy từ bi bô gọi phụ thân Gương mặt cô bé không giống với cha mẹ mấy Nhưng mà lại giống hệt A Kiều Thậm chí là còn giống hơn cả cô cô Lưu Sơ Vì vậy cô bé được phụ thân Lưu Mạch Và tổ phụ Lưu Triệt vô cùng yêu thích Đối với Lưu Triệt Nói là yêu thích cũng không hoàn toàn chính xác Lúc gặp Lưu Yêu Thì vẻ mặt của Y hòa ái Bàn thường rất nhiều Nhưng mà Y lại không muốn thượng quan linh thường xuyên đưa Lưu Yêu đến điện trường môn chơi Càng không thích thấy Lưu Mạch yêu thương con gái Lưu Mạch thoáng thoáng hiện ra Phát hiện ra điều này nên cũng ít khi dẫn con gái xuất hiện trước mặt của phụ hoàng năm thái sơ thứ tư ô tôn sai vợ chồng quân tù mỹ đưa cống phẩm tới hiến tặng cho hoàng đế đại hán ngoài mấy hòm nhân sâm và da trồn còn có một thứ nhìn rất bắt mắt đó là một con cáo tuyết chưa đến nửa tuổi được sứ giả ô tôn cẩn thận đem tới con cáo tuyết này rất khôn ngoan không hề có mùi của hồ ly khó người chết người lại được huấn luyện qua cho nên không hề sợ người đôi mắt đen láy linh động không ngừng đạo tròn vương tôn đại nhân của chúng tôi sai người tốn rất nhiều công sức mới bắt được con cáo tuyết này Ô tôn khí trời rất lạnh, có rất nhiều động vật tuyết, nhưng mà cáo tuyết là động vật vô cùng cảnh giác, cũng là không thể nào dễ thuần phục. Còn cáo tuyết này là do thợ săn ô tôn trải qua ngàn vạn gian khổ mới tìm kiếm được ở núi cao, bây giờ tìm được huyệt động của cáo tuyết, lúc vừa mới chào đời đã bị bắt về. Vương tôn sợ cáo tuyết không thích nghi được khí hậu của ngoài tuyết sơn, cho nên đặc biệt đeo cho nó một khối băng ngọc ở trước ngực. Liệu trẻ chỉ nhìn thoáng qua con báo tuyết, cáo tuyết. Dù cáo tuyết này đẹp đẽ, nhưng mà bản tính của y lại không thích những thứ quá mức tình xào và đẹp đẽ là đế vương điều tối kỵ nhất chính là mê muội và mất đi ý chí đưa con cáo này đến điện trường môn y quyết định bởi vì con cáo này là cáo tuyết cho nên vật phẩm theo lệ cách một năm một lần ban tặng cho quận chúa tế quân kết hôn cầu hòa với ô tô năm nay lại càng thêm phong phú lúc ôm con cáo tuyết trần a kiều lại hơi kinh ngạc nàng trời từng nghĩ rằng năm đó chẳng qua là thuận miệng nhắc tới mà lưu truyền lại thực sự tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua cho nàng tuy không phải là tìm kiếm tận ở trên trời hay dưới địa ngục nhưng mà chỉ cần đã làm thì sẽ có người phát hiện đến cuối cùng thì lưu mạch lưu sơ đều biết duy chỉ có mỗi nàng là bị giấu giếm chúc mừng hoàng hậu nương nương lục y che miệng lèn lén cười không nhịn được yêu thích những con vật khả ái nương nương hay là đặt tên cho nó đi nếu không chúng ta biết gọi nó như thế nào Ai, lại đặt tên sao trần a à kiều khẽ nhíu mày nó là cáo tuyết đến từ ô tôn Vậy thì gọi là tuyết ô đi Tuyết ô lại rút vào trong lòng của A Kiều ấm áp ngẩng đầu lên kêu chít chít mấy tiếng Cảm giác được sự an ổn toát ra từ người phụ nữ này Vào năm lưu yêu đến năm tuổi Đã có thể bước đi lún cũn Nó rất thích tuyết ô được A Kiều nuôi trên điện Nhóng nhẽo với A Kiều Hoàng tùng máu Để cho tuyết ô đi theo yêu yêu Về điện bác vọng ở vài ngày có được không A Kiều nhìn lưu yêu ở trong lòng lại thầm nghĩ nếu như nạp dám đồng ý thì không biết là lưu triệt sẽ như thế nào nàng không thể nào làm gì khác hơn là phải dỗ dành lưu yêu nếu như yêu yêu thích ô tuyết tuyết ô thì đến trường môn ở vài ngày vậy là được ngày hôm đó lưu sở hội cũng thăm mẫu thần ôm tuyết ô nghe kể chuyện của lưu yêu thì lại cười khanh khách <cười> lưu yêu muốn có được tuyết ô cô lại bày cách vậy trước hết cháu phải đi xin hoàng gia gia cái đã lưu yêu dù luôn được yêu Lưu Triệt cương triều, nhưng mà thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Triệt đối với người khác thì trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Lại dùng mình, thôi, coi như cháu không có cần nữa thế là được. A à, Kiều nghe nói quách giải ở lại Trường An, cuộc sống lại khá tốt. Xa cách rất lâu, nàng cũng không có ý rời khỏi cung tới thăm. Biết hắn mạnh khỏe, an tâm vậy là được rồi. Và một năm khác, thượng Quân linh cùng với Lưu Sơ đều có mang đều sinh một bé trai vào năm thiên hán đầu tiên cái tên thiền hán cũng có rất nhiều thầm ý bởi vì hàng năm đều bị hạn hán cho nên lưu triệt cải thiện cải biên hiệu trở thành thiền hán từ đó về sau niên hiệu triều hán vũ được sửa từ 6 năm một vòng trở thành 4 năm một vòng năm thiền hán đầu tiên con trai trưởng của tăng hoàng dương là tăng duấn đầy 16 tuổi lấy vợ là cháu gái đầu của phủ mặt lăng hầu muội muội của lưu sách là lưu hiệt năm niên hán thứ ba trưởng nữ đông phương mì của trưởng công chúa Phi Nguyệt đầy tuổi 15, rốt cuộc là thuyết phục được phụ thân Đông Phương Sóc gả cho nghĩa nữ Liễu Ninh của Trường Tín Hầu, vẫn gắn bó với cô từ thuở nhỏ. Có lẽ, ở trên cõi đời này thực sự tồn tại duyên phận. Nếu không, tại sao khôn khéo như là Đông Phương Mi lại một mực thích Liễu Ninh chất phác? Duyên hận nếu như có chắc, cũng không khởi nguồn từ lần chọn đồ vật đoán tương lai hồi năm nguyên đỉnh thứ năm. Trần A Kiều nhớ tới lần chọn đồ vật đoán tương lai hoàng đường đó liền không nhịn được cười. Các con trai của và con gái đều đã kết hôn cả Chẳng phải bọn họ đều đã già thật rồi sao Phải vậy Thời gian chẳng buồn để ý đến xem ngươi là quân vương Hay là hắn là tên ăn mày Theo thời gian khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh của nàng Cũng đã in giống gió xương Chỉ là tinh thần của y không hề thua kém Thời còn trẻ Đôi mắt sắc bén lại càng trở nên thâm trầm dáng người ngồi ở trên điện tuyển thất vẫn thẳng tắp Một hôm ở điện trưởng môn Trước khi đi ngủ Lưu Triệt vút về mái tóc đen nhánh của A Kiều giống như có điều gì đó suy nghĩ chẳng lẽ Kiều Kiều là người trời hay sao mà mãi mãi lại không 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 cảm thấy già nuôi chút nào? A à, Kiều lại cười hoảng hốt, làm gì có chuyện đó? Trên có đời này làm gì có ai không già? mái tóc đen dày của nàng dù không thấy sợi bạc nhưng mà cũng dần dần không còn mềm mượt như thời thiếu nữ. Thỉnh thoảng nàng soi với chiếc gương đồng cũng thấy vài nếp nhăn giống như ở giống như có như không ở trên khóe mắt. Có ai kéo dài được thời gian? Nhưng nếu như người thương yêu mình cứ già đi thì mình trường sinh bất lão để làm gì vậy nên nếu như phải ra đi vậy thì cũng cứ già đi mà thôi năm thiệt hán thứ tư liều yêu đầy 9 tuổi con gái của hàng gia dù không cần trị thuốc trị quốc an bang nhưng mà vẫn phải học hành cô bé học kinh thì. ngâm nga được vài câu quan quan thư cưu tại hà chi châu yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu thấy tình yêu cũng đẹp giống như là mùa xuân tươi thắm phu thân cô bé lại cuốn lên liều mạch lại làm đúng. con nghe công nhân nói là phù thân không phải là sinh ra ở trong cung vị ương mà khi mấy tuổi rồi mới được hoàng tổ mẫu mang về cung tại sao lại thế lúc đó trần hoàng hậu độc chiếm ân sủng của thánh thượng phục hồi lại ngôi vị mẫu hi nghi thiên hạ đã được rất nhiều năm người trong cung đã thôi không bàn tán về những chuyện xảy ra trước đó chẳng còn ai nhắc tới vì sao trần hoàng hậu lại rời xa bệ hạ hay là chuyện nàng đã làm những gì lúc ngoài cung Liều yêu lần đầu tiên thấy sắc mặt lạnh lẽo của phụ thân luôn luôn thương yêu mình. Trẻ con không được nghe ngóng lung tung, hắn lại thầm trách mắng. Liều yêu lại cảm thấy ấp ấm ức. Cô bé là cháu gái trường của Hoàng gia, được cưng chiều nhất ở trong cả hai cung kiến trường và vị ương. Ngay cả đệ đệ ruột đôi khi cũng không được Hoàng gia ra và Hoàng tổ mẫu yêu thương bằng. Yêu yêu, mẫu thần kéo cô bé. Cha của con xưa nay kính trọng Hoàng nãi nãi nhất. Quãng thời gian đó, thường quan linh lấy trần trừ chốc lát nói xa xôi cha con vẫn cảm thấy hoàng gia gia có lỗi với hoàng nái nái vậy cho nên sau này đừng có mà nhắc tới nữa Liều yêu gật đầu cho có lệ sao lại có thể như vậy cô bé ngầm cảm thấy nghỉ hoặc hoàng gia gia yêu thương hoàng tổ mẫu đến mức cô bé cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ vậy thì tại sao lại có lỗi với hoàng tổ mẫu mặc dù không dám chắc nhưng mà nỗi nghi ngờ ở trong lòng của liều yêu lại tự như là một hạt giống đã bén dễ đâm ngòi nếu như không được ai giải tỏa thì có thể lớn dần lên thành đại thụ chọc trời mùa xuân năm thái thủy đầu tiên mộ cát của hào hiệt đất nước được di rời vào trong mộ lăng đến mùa hè công chúa diệt chữ sinh hạ được một bé gái trông khá giống với cô năm xưa lưu triệt lại cực kỳ thương đứa nhỏ ban cho danh hiệu thuận hoa ngay từ khi còn nằm trong tá lót ý nghĩa là cả một đời vinh thuận vinh hoa tháng 3 năm thái thủy thứ hai đổi đúc tiền vàng mở bạch cư phát triển thủy lợi tháng riêng năm thái thủy thứ ba có sứ giả từ nước khác tới lưu triệt mở đại yến triều đái ở cung cam tuyền mấy sứ thần đều luôn miệng ca tụng trường an là đô thành phồn hoa nhất thế giới thời bấy giờ vậy nhưng bọn họ lại khẽ giọng chúng ta nghe nói hoàng đế đại hán bỏ mặc ba ngàn phi tần ở hậu cung chỉ sùng ái có mỗi một mình hoàng hậu điều này là thật sao phải đó người hầu diệu dâng hiệu Dân diệu thản nhiên đáp nhưng tại sao lại như thế những người này lại thốt lên làm gì có chuyện quân vương của một nước lại lớn như vậy Lại là thích duy nhất một người phụ nữ Ngay cả đến quốc gia giống như là của chúng tôi đây Cũng là chẳng có vị quốc vương nào là không nuôi mấy ngàn thiếp đẹp Thì có thể là do hoàng hậu nương nương của chúng tôi rất đẹp Rất thông minh và rất ôn hòa Người hầu vẫn không đổi giọng Đám khách ngoại quốc lại lắc đầu ừ, Nhưng mà có điều Bọn họ ngưỡng mộ nói Đó đúng là một câu chuyện rất đẹp Có ba ngàn mỹ nhân mà chỉ yêu, yêu duy nhất một người năm thái thủy thứ tư thái tử phi thượng quan linh sinh được con trai thứ hai là lưu việt đây cũng là đứa con út của nàng chớp mắt đã đến năm trinh hòa đầu tiên vào năm đó hoàng trưởng tôn lưu việt là tám tuổi con cháu hoàng tộc luyện tập cưỡi ngựa bắn cung từ thuở nhỏ tổ phụ lẫn phụ thân của cậu đều rất am hiểu những thứ đó bản thân của cậu cũng tỏ ra rất có thiên phú chưa tới nửa năm đã đòi lấy luôn con ngựa chu lì trong chuồng của phụ thân theo truyền thuyết Chu Ly là hãn huyết bào mã đệ nhất thiên hạ, phi nhanh như gió, ngày đi vạn dặm, mồ hôi như máu. Bình sinh chỉ nhận một mình Lưu Mạch làm chủ nhân. Trong điện bác vọng, Lưu Mạch lại nhìn đứa con trai của mình, lắc đầu. Còn với còn quá nhỏ. Ở tuổi như cậu mà cưỡi ngựa mạnh mẽ như là Chu Ly, thực sự rất nguy hiểm. Nhưng... Lưu Việt lại không phục. Chẳng phải lúc phụ thân 8 tuổi cũng đã làm như thế rồi sao? Lưu Mạch nhớ lại hồi mình 8 tuổi, hắn đã làm thái tử ở Điện Bắc vọng đã quá nhiều năm nên đã dần dần quên lãng đi quãng thời gian niên thiếu tài hoa. Ở tuổi còn nhỏ hơn Lưu Việt bây giờ, hắn còn chưa biết phụ thân của mình là ai trên cõi đời, sống nương tựa với mẫu thân và muội muội. Sau đó, hắn mới biết phụ thân của mình là người tôn quý nhất của đại hán. Nhưng như vậy thì sao? Có tôn quý đến mấy thì ông đã dùng bỏ ba mẹ con hắn. Hắn sợ phải trông thấy nước mắt của mẫu thân nên không chịu tha thứ cho người đàn ông đã khiến cho mẫu thân khóc nhiều hắn theo mẫu thần đi khắp núi sông đại hán trong nửa năm trời mà lòng không nuôi hy vọng qua ngày nào phải quay về trường an điều này chỉ là một ước mơ xa vời vì tạo tạo vẫn còn ở đó bởi vậy cuối cùng bọn họ vẫn phải trở về cái nơi tù túng như vậy lần đầu tiên đối mặt với phụ thân trong cung trưởng môn hắn mới thấy giật mình vì thấy bọn họ giống nhau đến như thế giống từ cặp lông mày lưỡi mác hiền ngang ánh mắt sắc bén cho đến cặp môi mỏng giống như giấy điều khác biệt đó chính là sự sắc bén của hắn luôn ẩn giấu dưới nụ cười ôn hòa còn sự sắc bén của phụ hoàng lúc nào cũng bộc lộ ra bên ngoài giống như là một thanh kiếm lạnh giá đã tuốt khỏi vỏ ông đã là một người có quyền lực lớn nhất ở trên thế gian cho nên không cần che giấu sự sắc bén của bản thân nữa sau khi gặp phụ hoàng hắn thừa nhận phụ hoàng là một quân vương tốt dưới sự cai trị của ông đại hán quốc thái dân an dương danh bốn biển nhưng ông không phải là một phụ thần tốt lại càng không phải là một phụ quân tốt một phù quần tốt, không thể nào làm tổn thương người vợ mà bản thân mình yêu thương sâu sắc. Hắn cũng đã từng gặp vệ tử phù, không thể nào hiểu nổi một người phụ nữ nhột nhạt đó có điều gì tốt mà khiến cho phụ hoàng năm xưa dùng giấy mẫu thần để chọn bà ta. Sau cùng, hắn đã dần dần trưởng thành, cũng đùa dẫn với quyền mưu đến mức trở thành thục, không hề có một chút nào sơ xuất. Nhưng ở trong lòng vẫn nhớ tới lời dạy trước đây của mẫu thần là phải luôn tin tưởng trên thế gian vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp. Mẫu thần khi xưa đã dạy hắn thế nào? bà thương yêu hắn nhưng mà vẫn nén để cho hắn định ra đi bởi vì người chưa từng trông thấy đất trời rộng lớn sẽ không thể nào chịu tu tâm xây dựng gia đình không tự mình trải nghiệm sẽ không thể nào thực sự trưởng thành hắn mỉm cười nếu như vậy thì còn hãy đi đi lưu việt hoan hô cảm ơn phụ thân như khoản đã hắn cẩn dặn bảo hà hãy đứng bên theo dõi hãy cẩn thận đó năm xưa phụ hoàng đã theo dõi hắn như thế nào hắn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó giờ đột nhiên lại hiểu ra khi quan tâm đến đứa con trai của mình đó là đứa còn tạo thành từ cốt nhục của mình cho nên hắn luôn luôn mong cho nó tốt mong rằng nó ngày sau có thể kế thừa phát huy công lao sự nghiệp của mình nhưng cũng bởi vì lợi ích mà cha con vĩnh viễn không hề có khả năng khả năng gần gũi cha con bọn họ cùng nhau bảo vệ hai người phụ nữ hoặc nói cách khác là đều yêu thương sâu sắc các nàng bọn họ lại không thể nào không đề phòng lẫn nhau quan hệ kỳ lạ như vậy là để kéo dài đến mấy chục năm hai bên đều cho rằng đó là phương pháp phù nhập phù hợp nhất lưu mạc lại khẽ cúi đầu cười nhạt không thể nào lặp lại những chuyện trước đó hắn không hy vọng quan hệ của cha con lạnh lùng đó lại tiếp tục kéo dài sang cả hắn và con trai của mình chu ly được dẫn ra khỏi trường ngựa thì có một chút cảm động chủ nhân quá bận rộn cho nên rất ít có cơ hội cưỡi nó dù trường ngựa của điện bắc vọng sang trọng nhưng nó vẫn cảm thấy rất tù túng Huống chi, nó cảm nhận được mùi vị quen thuộc của chủ nhân trên bộ y phục cậu bé phía trước đang mặc, nên ngoan ngoãn để cho cậu cưỡi lên. Cung nhân chăm ngựa tấm tắc cho là lạ. Hán huệ bảo má xưa này không để cho người lạ chạm vào, nhưng mà lại phục tùng trường tốt điện hạ. Điện hạ quả nhiên là phúc dày mạng lớn. Lưu Việt cưới trên lưng của Chu Ly lại vui mừng. Vậy, hoàng tỷ của ta đâu? Yêu quần chúa đang chơi với hoàng hậu nương nương ở điện trường môn. Cung nhân lại bẩm lưu việt quen hành động theo ý của mình tưởng tượng ra cảnh bản thân của mình có thể khoai tư thế oai hùng trên lưng của chu lê chu lý với người tỷ tỷ hơn mình sáu tuổi liền phi ngựa chạy đến xuyên qua cung đình rộng lớn vòng qua ngọn giả sơn rồi phóng một mạch đến điện trường môn một đám công nhân kinh hãi chạy theo sau là hết ý ới sợ thuật cưới ngựa của hoàng trưởng tôn vẫn chưa thạo lỡ may mà không cẩn thận vào phải giả sơn đình đài nếu như bị ngã chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà chẳng may vì điện hạ tôn quý này lại bị thương thì bọn họ dù có tới 10 cái mạng cũng sẽ không thể nào đủ mà chôn cùng cũng may chu lì là hán huyết bảo mã lại cực kỳ có linh tính khéo léo vòng qua tất cả những chướng ngại phóng tới trước điện trường môn lúc đó là mùa đông nhưng vẫn có ánh mặt trời hiếm hoi a kiều c sai người kéo ghế ra bên ngoài ngồi sưởi nắng liều yêu lấy một quyển sách đọc chậm chậm cho a kiều nghe nhưng mà giọng đọc cứ nhỏ dần đến khi liếc thấy vẻ mặt mơ màng của hoàng tổ mẫu cô nghe thấy tiếng động phía sau quay đầu lại lại thấy đệ đệ liền vội vàng đưa tay lên trên miệng làm hiệu im lặng Liêu Việt ở trên linh của, lưng của Chu Ly cúi xuống, dần dần ngồi phấn khích, lại chăm chú nhìn tổ mẫu đang ngủ thiếp đi dưới ánh nắng. Năm nay, hoàng tổ mẫu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cậu lại thầm hỏi đầy vẻ nghi hoặc, hoàng gia gia đã dần dần già đi rồi, nhưng sao thoạt nhìn, hoàng tổ mẫu lại vẫn còn trẻ như vậy, không già hơn mẫu thân của mình là mấy. Ánh nắng soi dọi khuôn mặt ấm áp, an tính mà mỹ lệ của A Kiều. Lưu Việt là hoàng trưởng tôn nên dĩ nhiên đã quen nhìn người đẹp mẫu thần cô cô tỷ tỷ của cậu thậm chí là cả những cung nữ đi đi lại lại trong cung vị ương và cung kiến trường có ai mà không có dung nhan xuất chúng ngay cả hoàng tổ mẫu cậu cũng thường gặp mặt nhưng mà ở trong ngày mùa đông đó cậu đã chứng kiến một vẻ đẹp rất khác biệt không liên quan gì đến dung nhan sau này cậu bị phụ thân trách phạt cấm chế vì sự bồng bột hôm nay Phụ thân nói bây giờ vẫn còn may lắm, chứ nếu như mà đã là hoàng tử lại tùy ý phóng ngựa ở trong cung kiến trường như vậy, thì hoàng gia gia chắc chắn là sẽ lấy mạng của tất cả công nhân theo hầu, chứ không chỉ trách phạt đơn giản. Vụ tình đến mức đó hay sao? Cậu lại thầm nghi ngờ. Hiện giờ cung kiến trường rất tốt, hoàng gia gia đối với tất cả đám con cháu cũng rất hòa ái. Nhưng cậu lại chợt nhớ tới người. Những chuyện về trước, người thúc thúc bị cấm cố vĩnh viễn ở Bắc Cung thì lại chợt cảm thấy rụng mình. Còn hiện giờ, cậu lại nhẹ nhàng xuống ngựa cùng với tỷ tỷ chờ bên cạnh hoàng tổ mẫu cho tới khi người tỉnh lại tuyết ô đang nằm cuộn tròn dưới chân của hoàng tổ mẫu lại ngẩng đầu dừng cả mắt linh động lên nhìn cậu vẻ dọ xét nó vừa trông thấy chu Ly đến đứng gần đó liền quật mạnh đuôi nhảy vọt lên nghe đến véo một tiếng đã hạ xuống trên đầu của chu Ly chu Ly hí dài dựng thẳng hai chân trước muốn hất tuyết ô xuống song tuyết ô lại nhẹ bẫng nào có dễ hất hất xuống được ngược lại làm cho a kiều tỉnh giấc hoàng tổ máu lưu việt trừng mắt nhìn chu ly và tuyết ô rồi lén nhìn a kiều vẻ biết lối là do cháu không tốt để cho chu ly làm kinh động tới người không sao a kiều mỉm cười đáp rồi nhìn chu ly và tuyết ô chơi đùa rõ ràng là một lớn một nhỏ một đỏ một trắng một giống như lửa một giống như băng nhưng mà trong lúc này lại dung hợp với nhau rất hài hòa cuối năm trình hòa thứ ba quân hán diệt nước xa xư sau mấy năm lấy niên hiệu trình hòa lưu triệt đổi sang niên hiệu hậu nguyên đây cũng là niên hiệu cuối cùng của triều hán vũ năm hậu nguyên đầu tiên hoàng đế và hoàng hậu cùng tới cung cam tuyền trưởng thị vệ mã hạ la theo hầu có ý đồ phản bội hạnh thích đế vương nhưng bị hồn phù của công chúa diệt chữ là kim nhật đan phát hiện bắt giữ ngay tại trận hoàng đế nổi giận chu di cửu tộc mã hạ la phong thưởng kim nhật đan được thưởng thực ấp một ngàn lẻ năm hộ đêm hôm đó trần a kiều nằm trong lòng của lưu triệt mà vẫn không hết lo sợ không phải là bởi vì nàng lo sợ má hạ là phản bội mà vì nàng hiểu rõ hơn ai hết mái tóc của phu quân mình đã chuyển sang màu bạc trắng bọn họ đã sống quá lâu trên thế gian này và giờ cũng đã tới lúc ông trời muốn lấy lại ân dụng người đàn ông bộ bạn bên cạnh của nàng suốt bao nhiêu năm đã sắp qua đời sẽ rời xa nàng mãi mãi không bao giờ trở lại nàng không muốn tìm vào sự thật tàn khốc đó nhưng mà lại không thể nào thuyết phục được bản thân mình nàng không muốn y rời xa nhưng lại chẳng có cách nào ngăn cản lại được y thuật dù cao minh đến mấy cũng bất lực trước quy luật giả lão của tự nhiên tháng hai năm hậu nguyên thứ hai hoàng đế ban chiếu mời các vương gia chư hầu tới gặp mặt tại công cam tuyền đại yến hết sức vui vẻ hoàng đế rất sảng khoái nhưng lại bất ngờ chúng phải gió lạnh không ngừng ho khan ngự y cẩn thận điều chế thuốc thang để cho trần hoàng hậu đích thân cho y uống lưu triệt ngủ một giấc rất say sáng hôm sau tỉnh dậy thì trời đã sáng rỡ y thấy trần a kiều đang ngồi trên ghế trước giường người người nhìn mình thì lập tức có linh cảm rằng mình sẽ chẳng còn sống được bao nhiêu lâu trên cõi đời này nữa ở tuổi thiếu niên bừng bừng tráng khí chiến công lập nghiệp y đã từng có lúc cực kỳ sợ hãi khi mà nghĩ về tuổi già và cái chết không sao tưởng tượng được hình dạng của bản thân khi hai tử này vận vào trong mình nhưng bây giờ giáp mặt với nó thì y lại cảm thấy trong lòng bình thản y thầm cảm thấy may mắn vì luôn có nàng bên cạnh trong nửa cuộc đời này kiều kiều y gọi khẽ nàng có biết không thời trẻ trâm đã từng nghĩ đến lúc mình trăm tuổi thì sẽ bắt tất cả phi tần ở trong cung trốn cùng trốn hậu cung phải trốn cùng không lưu lại một ai để đề phòng ngừa một lần nữa phát sinh chuyện lữ hậu ở lưu gia Y lại nhìn chăm chầm vào mặt của nàng với hy vọng có thể thoáng kinh sợ, vì dù sao thì thủ đoạn này cũng rất tàn khốc, từ cổ trí kim chưa từng có ai làm, vậy như ai à, kiểu chỉ là hòa khóc nước nở, nước mắt lăn là ra xuống từng ngón tay. Từng giọt từng giọt, nóng hổi, làm cho lòng của Y tan nát. Đã nói tới mức như vậy, có phải ngay cả bản thân của y thừa nhận rằng sẽ có một điểm cuối của cuộc đời đừng khóc nữa liều triệt bất đắc sĩ than thở bây giờ thì chấm làm sao nữa động tới kiều kiều hơn nữa thái tử sáng suốt kiều kiều lại không hề có giá tâm ta chẳng cần phải nói tới chuyện này nữa những người còn lại trong cung vị ương ánh mắt của y lóe lên thì lạnh lẽo dù có hợp sức lại với nhau cũng không phải là đối thủ của kiều kiều Chúng cũng không cần phải động tới bọn họ Tháng 2 Thánh giá lên đường trở về Trường An Nào ngờ đang đi thì bệnh tình trở nên trầm trọng hơn Cho nên đành phải dừng lại ở cung ngũ lộ Trần Hồng Hậu Truyền ý chỉ Lệnh cho các hoàng tử và hoàng nữ Ở khắp nơi tập trung về cung ngũ lộ Cũng niệm tình cha con mà đặc cách cho phép Cả lưu hoàng đang bị giam lòng ở Bắc Cung Được đi theo thái tử tới Lưu triệt lướt nhìn bốn đứa con trai Sau đứa con gái trước mặt Lại thầm cười lạnh A à, Kiều luôn tin tưởng rằng ở trong lòng của mọi người ít nhiều đều có tính trần thiện mỹ, nhưng mà theo như y thấy thì mấy đứa con gái cũng có bộ dạng bình thường, nhưng chỉ có một mình duyệt chữ là chân thành. Mạch Nhi Rất hiếm khi y gọi con của mình thân thiết như vậy. Con phải nhớ cho kỹ rằng, ngày sau thừa kế Giang Sơn Đại Hán của chấm, dù phải ở trên hiếu kính với mẫu thần, dưới phải bảo bọc, đệ và muội, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm, không được quá e rẻ. Tề vương liều cứ đang quỳ ở phía sau liều mạch nghe thấy vậy úa lệ, rét lạnh ở trong lòng vì biết rằng đây là lời cảnh cáo cuối cùng của phụ hoàng đối với hắn. Nhưng có một số chuyện dù biết cũng chẳng đặng đừng. Phụ hoàng Liều sợ nắm tay của y, nước mắt giãn rủa Được rồi, sơ nhi. Trong suốt cuộc đời này, y vẫn luôn kiên quyết không chịu gọi con gái bằng cái tên mụ giống như A Kiều thường gọi. Còn đã có mẫu hậu và ca ca chiếu cố. Phụ hoàng, không có gì phải lo lắng. Y nhìn qua tất cả con trai và con gái một vòng Nhìn đến cả Di An mà Y rất ít khi gặp Rồi lại phất tay Các con ra ngoài hết đi Mấy đứa con đều biết Hoàng đế muốn ở lại với hoàng hậu một mình Cho nên lặng lẽ thối lui Y ho khăn vài tiếng Quay đầu định gọi A Kiều Nhưng đột nhiên lại ngưng bật A Kiều vẫn đứng bên cạnh Hơi cúi đầu, vẻ ưu tư Người con gái nằm sữa đã gặp Y đang nhớ lại Kiều Kiều Y gọi rất chậm Trần Na Kiều giật mình bước tới bên cạnh Nắm lấy tay của Y Cánh tay của Y gầy đét Bàn tay từng có rất nhiều lực Nhưng bây giờ ngay cả việc nắm lấy tay của nàng cũng khó khăn Chỉ là dù sao hai người cũng đã làm được Giống như câu Vợ chồng nắm tay đến bạc đầu Nàng đã từng cho rằng không thể nào đạt được giống như câu nói này Y lại dùng hơn 30 năm nữa để thực hiện nó Nàng nghĩ rằng Nàng không có tư cách để hoài nghi Nhưng vẫn muốn hỏi sau một câu Y đã có từng hối hận về chuyện năm xưa Y nhướng mày Nhìn nàng sâu thẳm Chấm không hối hận Thì nàng mới phát hiện ra mình vừa vô tình Bột miệng đã hỏi thành lời Chấm biết rằng Quyết định năm xưa đó của chấm khiến cho nàng đau đớn Và oán hận suốt cả cuộc đời Nhưng chấm lại không hề hối hận Bởi vì nếu không phải là như vậy Thì sao chấm lại có được nàng như ngày hôm nay Vậy cho nên Ngay cả khi thời gian có quay trở lại đi nữa Ngay cả có mòn mỏi mò đau đớn Vì phải làm tổn thương nàng Vậy thì chấm sẽ lại một lần nữa lựa chọn cách làm như thế Y khẽ nhíu mày Y vốn không quen nói chuyện cho rõ ràng Nhưng đã đến lúc này rồi thì còn điều gì là không thể nói nữa Lưu trẻ lại khẽ thở dài một hơi rất dài Nhìn A Kiều Chấm thích A Kiều của năm xưa Và lấy làm tiếc Vì đã phụ lòng tin cậy của nàng Nhưng người mà chấm yêu thương Lại là Kiều Kiều của bây giờ A Kiều xứng người Ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Y Chúng rất sáng, toát lên vẻ thấu hiểu. Nàng lại trượt hiểu ra, cắn chặt môi không thể nào tin nổi, nước mắt nhạt nhòa không trông gió ánh mắt của y, chỉ còn nghe tiếng rủ gì bên tai. Sau khi chấm mất, y lại hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Mậu lăng, được xây dựng đã nhiều năm, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành. Nhưng mà quy chế của tổ tiên, tuy rằng cho hoàng đế và hoàng hậu cùng lăng, nhưng không cùng tầm, càng không cho cùng bậc. Châm lại không muốn tách rời Kiều Kiều Cho nên đành phải tòng quyền thôi Trâm đã viết trong di chiếu về chuyện này Kiều Kiều Nàng xem xong sẽ hiểu Trên đời này không có điều gì là hoàn toàn bí mật Hơn nữa người mà y gần gũi ngày đêm là một người thông minh biết nhường nào Y cứ cho là mình được giữ bí mật Nhưng mà lại không hay rằng người bên cạnh đã biết rồi Chỉ là người đó không nói ra mà thôi Hai người dù yêu thương nhau đến đâu cũng là vẫn hai người Vĩnh viễn không thể nào hợp thành một cả hai cùng tự do cho mình là hiểu rõ lẫn nhau thực ra ở trong nội tâm sâu thẳm vẫn có một khoảng trống không thể nhìn tới hoặc là nhìn thấy nhưng chẳng thể nào làm được gì dù có gần gũi đến mấy thì tâm hồn cũng không thể nào chạm tới nhau được nàng chẳng như là còn để ý đến việc nàng yêu y thì y có yêu mình hay không nữa mà chỉ cảm thấy tình yêu dần dần khiến cho nàng mất đi sự hờ hứng và lãnh đạo và năm sau khi mà từ lễ phong thiện trở về nàng sẽ bỏ qua những chuyện năm xưa chỉ cần y không nhắc tới Thì nàng cũng sẽ im lặng Nàng có thể không nghĩ tới trong những tổn thương Coi như không nhìn thấy vết sẹo trong lòng cho nên không đau đớn Nhưng mà nàng không thể nào không nghĩ đến Xem suốt cuộc y yêu là yêu bản thân của nàng Hay vì yêu cái cảm giác Cảm thấy tội lỗi với A Kiều năm xưa Trần A Kiều Người đừng vô vị như vậy Quá khứ hay hiện tại đều chẳng phải là một mình ngươi thôi sao Nhưng sự thật có phải là như vậy không Suy nghĩ này Dù là không nặng nề nhưng mà chất chứa trong lòng lâu ngày Cũng đã trở thành một núi ám ảnh Hôm nay y đã nói là yêu bản thân của nàng Bọn họ ở bên nhau suốt bao nhiêu năm Ăn cùng mâm, ngủ cùng giường Quấn quyết không rời nhưng mà chưa hề nói một chữ yêu thương Nàng cho rằng Mình giữ một bí mật động trời Nhưng mà nào ngờ y đã biết từ lâu Y cho rằng nàng hiểu được tình yêu thương của mình Nhưng đâu hay rằng nếu như không nói ra Thì nàng vẫn luôn ám ảnh nghi ngờ Bọn họ đều là những người rất kín đáo Có cảm thụ về nhau nhưng mà lại chẳng chịu nói thành lời Kiều kiều Đừng thương tâm nữa Lưu Triệt dịu dàng Chấm đăng cơ Năm 17 tuổi Năm nay đã là 70 Lại tại vì hơn 50 năm Cũng đã đủ lắm rồi Chẳng còn gì tiếc nuối được nữa Chấm mở mộng long chờ nàng Chờ tới cũng chẳng biết là nên cầu mong cho Kiều Kiều sống lâu thêm một chút Hay là mong Kiều Kiều Sẽ tới với chấm sớm hơn một chút Ngày đình máu Lưu Triệt băng hà ở cung ngũ lộ Thọ 70 tuổi Ngày giáp thân tháng 3 được chôn cất ở mậu lăng lấy thụy hiệu là vũ chính là hiếu vũ đế hoàng tử đệ tăng chưa đầy một tháng thì tề vương lưu cứ làm phản viện lý do rằng thái tử lưu mạch là con của trần a kiều sinh khi lưu lạc ở ngoại cung chưa chắc đã là con của vũ đế lúc hịch văn giấy loạn đã chuyển tới tay của lưu mạch hắn chỉ cười lạnh lưu cứ quả thật là vẫn nóng lòng đến loạn trí suốt bao nhiêu năm qua không có ai dám đoán hoài nghi về việc này chẳng phải là bởi vì tướng mạo của hắn và vũ hoàng đế giống nhau như đúc hay sao nhưng nếu như lưu cứ không phán không phản lúc này mà chờ đến đợi đến khi lưu mạch dùng ngôi vị thái tử ổn định thiên hạ thì chắc chắn là lưu cứ sẽ hết cách tháng tư sau khi hết 36 ngày mãn tăng lưu mạch đăng cơ hoàng đế hiệu lệnh toàn bộ đại hán chính là triều hoàng đế sau này hắn tôn mẫu thân trần a kiều làm hoàng thái hậu theo giống như là tổ chế chuyển tới cung trường nhạc lập chính thể thượng quan linh làm hoàng hậu hiệu là hiếu triều thượng quan hoàng hậu mỗi muội lưu sơ lắm duyệt chữ trưởng công chúa trưởng nữ liều yêu được phong lắm dương hà công chúa Ngoài trừ đất tề chúng thần đều được thần phục kinh sư trường an vẫn duy trì ổn định tháng 8, lưu cứ bị đánh bại đại tướng tiết thực chém ninh triệt tuần theo thanh ý giải lưu cứ về trường an tội mưu phản vốn không thể nào tha nhưng lưu mạch mới mãn tăng phụ hoàng chưa lâu không đành lòng để cho phụ hoàng khó ăn rắc dưới suối vàng bởi vì cảnh huynh đệ thương tàn cho nên tha mạng cho lưu cứ phế làm thứ dân giam lòng cả đời ở cung ngũ lộ Trần Hà Kiều ở trong cung trường nhạc, Lệ Ôm Tuyết ô cũng biết được hết thảy. Nàng biết con trai của mình đủ khôn khéo với những trại và từng trại, cho nên không lo nó không sẽ xử lý được những chuyện nhỏ như vậy. Bản thân của nàng đã kiệt sức trước những bi thương, cho nên cứ tiếp tục kéo tới, chẳng thể nào để ý được. Sau khi lưu triệt mất, nàng chuyển ra ngoài trường môn, không muốn ở lại nơi mà nhìn đâu cũng vấn vương hình bóng của y. Nhưng nàng lại quên mất rằng, cung trường nhạc cũng không phải là chỗ yên vui gì, đó là nơi mà nàng lớn lên từ nhỏ lưu giữ bao nhiêu ký ức vui vẻ với y thuộc còn niên thiếu có thể nói rằng thành trường an đại hán thậm chí là cả thiên hạ này đều có bóng dáng của y dù nhắm mắt che tai vẫn còn dễ hiện hiện ra cuối cùng nàng bất lực cứ để mặc cha nỗi nhớ nhung dày vò nàng tự nhớ về ánh mắt của y gương mặt của y nét đáng yêu của y khi còn nhỏ về âm chậm khi trẻ trung sau cùng lại là tràn ngập yêu thương từ trước đến giờ nàng vẫn không thể nào đoán được đến lúc cuối cùng Hồi tưởng về chuyện thời niên thiếu Thì mình sẽ có cảm giác ra sao Rồi nàng rốt cuộc Thì đã biết Nàng nhớ về căn phòng ngoài cửa điện tiêu phòng hun hút gió năm xưa Y tỏ ra vẻ lạnh lẽo Thái độ vô tình Cứ như vậy mà bỏ đi Vào lúc đó nàng cảm thấy bút giá đến tận xương tủy Cả đời này chắc không thể nào có giây phút nào lạnh giá hơn Hôm nay Nàng nhớ lại vẫn còn cảm thấy cái lạnh đó Chỉ là lần này không chỉ có cảm giác đó Mà còn có cả thêm niềm đau xót Đau xót là bởi vì y đã vô tình làm tổn thương mình Đau xót vì y đã không còn bên cạnh nữa Nàng có tìm khắp ở trên trời dưới đất Cũng không thể nào thấy một người tên gọi lưu triệt Gọi nàng một tiếng kiều kiều Điều chớ trều đó là Nếu như y không rời khỏi thế gian này Vậy thì nàng lại không thể nào yêu thương y hết mình được Sau khi vũ hoàng đế mất được một năm Hoàng đế mới lên ngôi Đổi niên hiệu là hiển thủy trong gia yến mừng năm mới, liều mặt Kinh Hái phát hiện ra thấy một lọn tóc bạc trắng ở trên mái tóc đen của mẫu thân mình chẳng lẽ tương tự tư lại khiến cho mẫu thân chỉ trong một năm gần ngắn ngủi đã bạc đầu triều đế và công chúa chỉ diệt chữ lo lắng cho mẫu thân cô đơn nên không chỉ thường xuyên tới tự mình tới cung trường nhạc để thăm hỏi mà còn bảo con cái tới cùng vui vầy nhưng mấy đứa cháu trai phải học tập vất vả công chúa dương hà lại vội xuất giá cuối cùng chỉ có một mình thuận hòa là hai tới chơi với a kiều năm thiền thủy đầu tiên thuận hà đã được 11 một tuổi mụ mộ, bắt đầu biết mộng mơ dù vẫn nhớ cha mẹ nhưng mà cô lại thích ở trong trường nhạc vắng lặng với ngoại tổ mẫu luôn luôn điểm tính rất nhiều năm sau cô vẫn nhớ tới ngoại tổ mẫu trong những năm hiển thủy có mái tóc đen dài đã pha xương nhưng không thể nào che lấp được vẻ mỹ lệ người thường đốt một lò hương rồi ngồi viết chữ hoặc đánh đàn lúc thời tiết tốt thì bế tuyết ô ngồi sưởi nắng ngoài mặt trời tuyết ô được người vốt ve bộ lông cổ dày nằm rỗi dài biếng nhác thỉnh thoảng ngoại tổ mẫu lại khe khẽ hát mấy khúc ca rất êm đềm mà cô chưa bao giờ nghe thấy có một lần người đứng hát gió cho cô nghe một lần bài hát rất thành thoát mà nhiều năm sau cô có quên đi giai điệu nhưng vẫn còn có thể nhớ rõ ca từ lúc còn thơ bé rất nghịch ngợm bà ngoại thường hát để dỗ dành mùa hè sau giờ ngọ bà ngoại lại hát du cả những lời như vậy trời tối muốn mưa rơi khắp nơi một màu đen ta yêu một người đến quên mất bản thân coi người đó là cả thế giới nhưng khi ta lẫn lộn với cuộc đời đầy dối trá và lừa lọc mới tự hỏi phải chăng thế giới này khi ta trưởng thành rồi sẽ luôn luôn không trọn vẹn mỗi ngày ta đều phải đối diện với muôn vạn nẻo đường ta hoài niệm quá khứ đơn thuần lại chính là một niềm hạnh phúc nho nhỏ yêu luôn làm cho người ta khóc làm cho người ta cảm thấy không vừa lòng bầu trời rất lớn nhưng mịt mờ ta vẫn cô độc một mình khi trời tối ta lại nghĩ tới bài hát đột nhiên lại mong đợi cơn mưa bình yên Hóa ra bà ngoại đa sớm hát cho ta nghe đợi rất nhiều điều chân lý, dù mưa có rơi xuống cũng là phải dũng cảm mà bước tới. Lúc đó, cô cho rằng là ngoại tổ mẫu cố ý hát để cho mình nghe. Rất nhiều năm sau hồi tưởng lại mới chợt giật mình nhận ra, biết đâu đó chính là ngoại tổ mẫu cảm thương cho cuộc đời của mình. Bởi vì khi còn nhỏ, ngoại tổ mẫu đã lớn lên ở cung trường nhạc. Khi đó chủ nhân của cung trường nhạc là Đậu Thái Hậu, ngoại tổ mẫu của ngoại tổ mẫu người trong cung trường nhạc lại dần dần lén nghĩ chẳng lẽ thuận hoa công chúa sẽ trở thành một hiếu vũ trần hoàng hậu khác cả hai cùng lớn lên ở cung trường nhạc đều có một vị hoàng đế là ông ngoại một hoàng đế là cứu cứu thuận hoa quận chúa cũng là con giàu tình tốt với hai vị hoàng tử có thể nói là thanh mai trúc má thanh mai trúc má là một từ ngữ mỹ lệ trong đoạn thơ thiếp phát sơ phúc ngạch môn tiền chết họa kịch làng kỵ trúc má lai nhiễu sành lộng thanh mai Vậy chẳng lẽ chỉ có Vũ Hoàng đế và Trần Hoàng hậu mới thực sự là thanh mai trúc má? Có một vị hoàng đế nào đó sẽ làm vua quân của Thuận Hoa? Người đó có yêu nàng cả đời, đến chết không thôi. Trần Na Kiều nghe được lời bàn tán, liền nhíu mày trách mắng. Nói lung tung gì đó. Nàng xưa này vốn ôn hòa hiếm khi thấy nghiêm mặt, cho nên cung nhân lập tức đều câm như hến. Thuận Hoa như vậy đã thấy rất tốt rồi, không cần làm một hoàng hậu như vậy để dệt hoa trên gấm hoa khoe sắc trên gấm tuy đẹp nhưng mà cung vị ương lại không phải là một chỗ thích hợp để cho hoa khoe sắc không vào chỗ này ngược lại còn rất hạnh phúc huống chi huyết thống của nàng và lưu triệt đã rất gần nhau nàng không muốn lại thêm một lần nữa như vậy thuận hoa không để ý lắm chỉ thỉnh thoảng thấy ánh chu và phiếu từ phía sau ngoại tổ mẫu tỏ ra vẻ thương cảm bọn họ đều nói thái hậu nhất định là nhớ tới vũ hoàng đế rồi vũ hoàng đế thuận hòa lại thầm nghĩ Nghe nói danh hiệu thuận hòa của cô chính là được ngoại tổ phụ đích thân ban cho Lúc cô biết chuyện thì vũ hoàng đế đã bắt đầu ra rồi Nghe nói ngoại tổ mẫu lớn hơn vũ hoàng đế đến 2 tuổi Nhưng sao đến giờ ngoại tổ mẫu vẫn còn xinh đẹp như vậy Khó mà trách vũ hoàng đế lại yêu người nhiều năm như thế Tình yêu là gì? Thoáng cái đã đến tháng 10 bắt đầu vào mùa đông Khi những cơn gió bắc đầu mùa đã thổi qua thành Trường An Thì thuận hoa ngoan ngoãn Cũng đã gần 12 tuổi thỉnh thoảng lại buồn chôn đi tới đi lùi trong nhà và cung trường nhạc tịch mịch lén lén mang theo thị nữ ra phố tự nghĩ là đã giấu được nhưng mà lại không biết các bậc trưởng bối đã ngầm đồng ý bọn họ cũng đã từng có một thời niên thiếu háo hức như vậy thần trưởng hòa vẫn vồn an như cũ cảnh ồn áo tấp nập không hề bị vụ phản loạn năm trước làm ảnh hưởng tiếng người huyên náo cho thuận hòa những cảm giác mới mẻ không nhịn được thò đầu ra khỏi xe một cậu bé ăn mày quần áo rách rưới chạy ào lên trên đường đâm sầm vào một thiếu niên ăn mặc sang trọng định trộm túi tiền của cậu thiếu niên kia nhưng mà lại bị bắt quả tàng chịu một trận đấm đá và chửi rủa cậu bé này cũng là một người quật cường tùy ngã sóng xoài ở trên mặt đất nhưng mà không hề cất tiếng van xin cặp mắt vẫn ánh lên giống như ngôi sao sáng thuận hoa nhìn cặp mắt đó sinh lòng thương xót nếu như chẳng may đánh chết người thì thực sự quá mức cô đang định đến ngăn cản thì một thiếu niên mặc đồ màu xanh đã lên tới mỉm cười Hình Đại đã dạy dỗ rồi, có thể khoan dùng được thì xin hãy độ lượng hơn đi. Lúc này, người sẽ nói về quanh bốn phía, nên Trần Đình không muốn để xuống thang trước mặt đám đông liền cao rộng. Người muốn ta tha, thì ta phải tha sao? Hắn vừa nói xong đã biến sắc, thiếu niên mặc đồ xanh này trông rất văn nhã, đôi tay nhìn là cũng không có lực, nhưng mà lại khiến cho hắn không thể nào dễ dụa mảy may. Lúc này hắn mới chú ý, ở thắt lưng của thiếu niên có quấn ngang một thanh nhuyễn kiếm. Tùy lưỡi kiếm này còn nắm trong vỏ, nhưng vẫn không thể nào che lấp sự sắc bén đấu rượu tân phong giá chục ngàn thiếu niên du hiệp đất Trường An tương đồng trí khí cùng nâng chén buộc ngựa lầu cao liễu thẳng hàng bài thơ nổi tiếng về du hiệp này tương truyền rằng là do Trần Thái hậu viết ra năm xưa. Thoạt nhìn thì thiếu niên mặc đồ xanh này hẳn là một du hiệp. Trần Đình đã hơi biến sắc nhưng vẫn cố làm bộ hùng hổ. Người người biết ta là ai hay không? Hắn nghĩ đến việc này thì lại thêm phần tự tin uốn ngực nói nói cho người biết. Trần Hoàng Thái Hậu ở trong cung trường nhạc hiện nay là cô nãi nãi của ta đó. Dân chúng bốn phía đồng loạt ổ lên, hóa ra là con cháu của Trần Gia. Thật sao? Thiếu niên mặc đồ xanh lại cười vang, nói về hài hước. Thật sự là trùng hợp, tính ra thì Trần Hoàng Thái Hậu cũng là sư cô của ta đó. Như vậy chẳng phải là vai vế của ngươi là hấp thấp hơn ta rồi sao? Nào, chào một tiếng thế thúc đi sắc mặt của trần đình trở nên xám xịt năm xưa trần thái hậu lưu lạc ngoài cùng, đúng thực sự đã từng bái làm đệ tử của môn phái du hiệp đệ nhất thiên hạ theo lời đồn năm xưa bệ hạ đã từng muốn thăng trừng du hiệp nhưng mà nể mặt trần hoàng hậu cho nên mới bỏ qua bản thân của các du hiệp sau đó khi tung hoàng thiên hạ cũng bớt phóng túng cho nên hết thầy đều bình an vô sự hắn chẳng biết đáng tin hay không nhưng mà cũng dần dần nhụt trí đánh nói mấy câu khách sáo rồi bỏ đi cậu bé ăn mày lại bỏ dậy đa tá cứu giúp cậu cúi đầu rất sâu nhưng mà bị thiếu niên ngăn lại lại thở dài ta không mong người ta ơn nhưng mà ngươi cũng không ăn trộm được cái gì của người ta đâu vì trên người của ta lại không có đồng nào hết hắn nghe thấy tiếng cười lanh lạnh giống như là trung bạc từ phía sau chuyển tới liền quay đầu lại thấy một thiếu nữ còn nhỏ tuổi đang nhìn sau mình cô xinh đẹp tuyệt trần mặc bộ y phục may từ gấm vân xa dù có tiền cũng khó mua được rồi thuận Hoa ném ra một sâu tiền ngũ thủ to lớn ta không cần ngươi trộm đưa luôn cho người vậy là được nhìn nụ cười hiền hậu của cô cậu bé ăn mày bất giác đỏ mặt lùi lại một bước vòng tay lên bái vốn ta không muốn lấy tiền của tiểu thư nhưng bất đáng sĩ nhà ta có việc cần dùng gấp xin ghi nhớ ân huệ của tiểu thư cậu nói xong không hề liếc mắt nhìn bọn họ xoay người rời đi quách lãng lại ra vẻ bất bình ta cứu mạng của hắn mà hắn lại tạ ơn người khác như vậy chẳng phải là nhất trọng bên khinh hay sao Thuận Hoa lại hé miệng cười để lộ ra chiếc lúng đồng tiền. Ta vừa nghe người nói là sư chất của Trần Thái Hậu có phải không? Quách lãng lên nhìn thấy mính ngọc bội có đóng dấu của hoàng gia đeo bên thắt lưng, liền suy đoán được thân phận của cô. Bình thản nói. Tất nhiên rồi. Như vậy, Thuận Hòa háo hức, ngoài tổ Thái Hậu Nương Nương đã làm ra những việc gì lúc ở ngoài cung? Lúc ta ra đời thì Hoàng Hậu Nương Nương đã hồi cung lâu rồi. Quách lãng nói. Chỉ nghe cha mẹ có kể rằng năm xưa Trần Sư Cô bị người ta đuổi giết, được sự thúc tổ cứu mạng nên bái làm môn hạ, dẫn theo hai người con trở lại đường cổ Lạp Sơn ở mấy năm, mãi giờ tới đại chiến Hán Hùng sau đó mới xuống núi. Thuận Hoa nghe như vậy liền ra sức đoán chuyện năm xưa. Nếu như ngoại tổ mẫu đã từng bị tri sát, vậy thì hồi đó Vũ Hoàng đế liệu có biết hay không? Chắc là người không biết. Nếu không thì làm sao có thể để cho người vợ kết tóc của mình lưu lạc nhiều năm bên ngoài. Nhiều năm sau gặp lại, Vũ Hoàng đế chắc lại hết sức vui mừng. Cô nhớ bản thân từ khi hiểu chuyện tới nay vẫn luôn đứng Chứng kiến tình cảm ân ái mặn nồng và đẹp đẽ của hoàng đế cùng với hoàng hậu trong điện trường môn Ngày sau, liệu cô có được như vậy không? Thuận Hòa suy nghĩ vẩn vơ ngẩng đầu lên bỗng nhiên vô tình bắt gặp gương mặt tuấn tú của quách lãng Thì tự dừng lại thấy mặt của mình nóng bừng Đến mùa xuân năm hiển thủy thứ hai, Kim Nhật Đan đưa Thuận Hoa về phủ đón năm mới. Lúc cô đi là ban ngày, nên cùng trường nhạc vẫn còn náo nhiệt. Nhưng đến buổi tối tĩnh mịch thì Trần A Kiều mới cảm thấy trống trải. Chiếc giường trong cung trường nhạc rất rộng, rất mềm mại và thư thái. Nàng xoay nghiêng người và cảm thấy bên cạnh hụt hẫng, người bầu bạn bao nhiêu năm qua với mình đã chẳng còn gì. Nàng thấy cay cay sờ sờ, sờ sống mũi, lại vội vàng mở mắt để xua đi nỗi buồn bã, rồi lại đứng dậy khoác thêm chiếc áo ngoài, đi tới trước ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đêm đông giá lại có ngàn sao lấp lánh, ngôi sao nào là ánh mắt của y đang ngắm nhìn nàng, Y giờ này vẫn luôn khí phách không cho phép nàng cự tuyệt Nếu như thực sự mỗi một ngôi sao là đại biểu cho một linh hồn Thì Y nhất định là sẽ lấy bóng Đem làm Một cái cánh ôm lấy xiết Nàng phải mất tại một năm mới có thể học được cách Không để cho lòng của mình dậy, dậy sóng Khi nhớ tới Y Nhưng đêm hôm nay Chỉ riêng một đêm hôm nay thôi Lại khiến cho nàng nhớ thương vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt Sáng hôm sau Trần thái hậu lâm bệnh trầm kha Không thể nào ngồi dậy triều đế lo lắng tuyên các ngự y vào chữa trị bọn họ đều nói thái hậu nương nương lúc còn trẻ đã mấy lần bị trọng thương động tới căn cốt giờ tuổi cao nên mới phát không có cách gì cứu vãn lưu mạch tức giận nghiến răng ken két nhờ tới triều thiên môn ngoài kiếm thuật cũng rất giỏi về y thuật bèn phái người không quản đường xa vặn dặm tới đường cổ lạp sơn để cầu người trưởng an cách đường cổ lạp sơn rất xa lúc mời được người về thì đã là tháng năm tính ra thì tiêu phương cũng đã già lắm rồi nhưng khi lưu mạch quay đầu lần đầu tiên nhìn thấy ông đứng trên hành lang cùng trường nhạc lại quay đầu nhìn lại thì ở trong đầu vẫn cứ như cũ đ... nghĩ đến hai từ ấm áp một vẻ ấm áp vượt qua nét đẹp bên ngoài thấm sâu vào trong tâm can người đối diện sư công hắn gật đầu chào hỏi liếc nhìn cô gái đứng sau tiêu phương cảm giác rất bất ngờ thời gian đã trôi qua hơn 20 năm kiểu nữ hồng nhan năm đó đã già đi khuôn mặt cũng đã trở nên tròn trịa nàng khẽ dập đầu bái lệ dần nữ tham kiến bệ hạ Năm đó cô ấy được người cứu giúp Rồi lưu lạc đến làm môn hạ của ta Tiểu phương biết hắn nghi ngờ nên giải thích Người ra tay cứu giúp kia biết khúc mắc của nàng Cùng với hoàng gia Không muốn dẫn lưỡi thiêu thân Nhưng mà lại không nỡ bỏ mặc người con gái yếu đuối không cứu giúp Cho nên mách bảo thượng quan vân ngàn dặm Để tìm tới Năm đó tiểu phương gặp người thiếu nữ này Ở dưới chân đường cổ Lạp Sơn Chỉ còn một tháng gió sơn đã làm mất đi hoàn toàn sự kiêu ngạo của cô Nhưng ánh mắt vẫn toát lên một vẻ cuột cường vẻ quật cường đó đã khiến cho tiêu phương bất giác nhớ lại sắc mặt tái nhợt của nhạn thanh lúc té ngã ở ngoài thành trường an năm xưa triều thiên môn được xưng y kiếm song tuyệt nhưng mà sau ta thì người học y chỉ có một mình mẫu thân của người mẫu thân của người ở địa vị cao không cách nào tính tâm để học tiếp cho nên ta lại phải tìm người để truyền y bát vũ hoàng đế đã mất tề vương lưu cứ lại bị phế làm thứ dân lưu mạch dĩ nhiên là không muốn nể mặt tiêu phương mà cứ như vậy trị tội chị gái của vợ mình vì những chuyện trước đó lại mỉm cười sư công đã tới rồi vậy thì mời vào thăm mẫu thân trước đây tiểu phương đã từng nói tới cung trường nhạc không ít lần khi đó chủ nhân của cung trường nhạc là vương thái hậu bây giờ đã đổi thành nhạn nhi trần a kiều nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn thấy tiểu phương thì sững người giây lát rồi lại dịu dàng mỉm cười cất tiếng chào sư phụ thường quan vân thấy người mà lòng xót xa bao nhiêu năm đã qua rồi và trần hoàng hậu xinh đẹp ở lâm phần ngày nào đó bây giờ rất cổ cũng đã già rồi Tiểu phương bắt mạch kê đơn sau khi xong chuyện vì đàn ông bên ngoài không được ở bên trong cùng cho nên ông đành rời đi để cho thượng quan vân ở lại chăm sóc trần thái hậu trần thái hậu uống thuốc xong lại chật bật cười không ngờ vận mệnh rất kỳ lạ người lại trở thành sư muội của ta thái hậu nương nương đã nói quá dần nữ không dám nhận Thượng quan vân thản nhìn đáp hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô đều có liên quan đến người phụ nữ này quả nhiên rất kỳ lạ thái hậu nương nương ánh trù vén rèm bẩm hoàng hậu nương nương tới đây thỉnh an a kiều gật đầu được bảo hoàng hậu vào đi nói xong lại quay sang bảo thượng quan vân Tìm mời các người đã lâu không gặp nhiều năm qua hãy nói chuyện thoải mái với nhau một chút thượng quan vân bước lên nhìn muội muội đang ung dung tiến vào đã nhiều năm không gặp thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần năm xưa đã ra dáng một bậc mẫu nghi thiên hạ cúi đầu lại lại nhìn thấy mình thực sự giống như một người phụ nữ nông thôn nhưng ít ra như vậy là còn tốt hơn năm đó gả cho tể vương để cho sau này xảy ra những chuyện binh đao thượng quan linh cũng đánh giá qua người tỷ tỷ xa cách nhiều năm vẻ kiêu ngạo thời trẻ đã mất đi rồi hiện rõ vẻ đằm thắm tỷ tỷ vốn đẹp hơn cô rồi lại càng như vậy cô mỉm cười nắm tay của thượng quan vân nước mắt rừng rừng lại chân thành nói lần này tỷ tỷ trở về hãy ở lại luôn đây đi ca đã khôi phục lại chức quan sau này ba huynh muội của chúng ta sẽ đoàn tụ lại có được không cô không ngờ thượng quan vân lại chậm chậm rút tay về nói khẽ nhưng cường quyết duyên thới tới thì tụ duyên hết thì tán hoàng hậu nương nương đừng có cứng cầu khi duyên phận của tiểu muội chúng ta đã hết a kiều ở một bên nghe lại nhướng mày cười vân nhi nói như vậy dường như đã tham khảo phật pháp rồi thượng quan vân lại cúi đầu phải rồi, những năm trước đây khi còn là thái tử thì bệ hạ đã từng đi xứ thân độc. Từ đó, có một tôn giáo của thân độc đã theo con đường giao thương giữa Đại Hán với thân độc mà lưu chuyển sang Đại Hán. Sư phụ đã một lần nghe được thuyết giảng và cảm thấy rất hứng thú, cho nên những năm qua thường đọc kinh Phật. Vân nhì hầu hạ ở bên cạnh sư phụ, dĩ nhiên mưa mãi rồi cũng thấm. Cô ngước lên trông thấy sắc mặt trang nghiêm của A Kiều, liền thôi không nói nữa mà nghe A Kiều niệm đều đều. Thiện tam tử, tất cả chúng sinh trước giờ tới nay vẫn luôn điên đảo ví, ví giống như kẻ lạc đường nhận lầm làm phương nam trở thành phương bắc Cho tứ đại là thân tướng thật của mình Cho huyễn anh lục trần là tâm tướng thật của mình ví như là kẻ bị nhậm mất thấy quần sáng ở trên không là mặt trăng thứ hai đây lại là viên giác kinh mà sư phụ thường đọc thái hậu nương nương cũng là học được phật sao cô lại hơi kinh ngạc nhưng thoáng cái đã hiểu chuyện này xảy ra trước khi cô nhập môn và không liên quan gì đến cô a à, kiều lại nhớ nồng lại nằm nguyên quang thứ năm từ thời gian đó tới bây giờ thật xa xôi cứ giống như đã qua cả một kiếp người lúc đó mặc như và tào tào vẫn còn chưa ra đời nàng vẫn chỉ là nhạn thanh ngày đó nàng nhìn sư phụ của mình trầm trầm lại cười khanh khách gặp sư phụ rồi thì mới biết được cái gì là quân tử khiêm cung sáng láng như ngọc thật không hắn không tức giận chỉ đáp vẻ cáu kỉnh ngay cả cặp mày cũng không nhướng lên phải rồi nàng gật đầu giống như có thật khi còn nhỏ mẫu thần đã từng đọc một đoạn kinh văn còn đọc cho sư phụ nghe thiện tam tử tất cả chúng sinh từ trước tới này vẫn luôn điên đảo ví dụ như là kẻ lạc đường nhận lầm phương nam thành phương bắc cho tứ đại thân tướng thật của mình cho huyến ảnh lục trần là tâm tướng thật của mình ví như là kẻ bị nhầm thấy quần sáng trên không là mặt trăng thứ hai những ngày tháng đó vui vẻ trong chậu giống như là dòng suối mùa xuân nếu như không phải là đã xảy ra những chuyện sau đó mà cứ sống mãi như vậy cũng là một loại hạnh phúc nhưng mà đời người nào có được bao nhiêu chữ nếu như nếu như nói trong cuộc đời này người có lỗi với nhặng nặng nhất chính là lưu triệt vậy người mà nàng có lỗi nhất thì không thể nào nghi ngờ đó chính là tiêu phương nửa tháng sau đó lưu mạch xử lý xong chính sự ở điện tuyền thất liền tới cung trường nhạc thịnh an mẫu thân Cùng nhân nói cho hắn biết thái hậu nương nương đã ra khỏi điện hắn thong thả bước ở trên hành lang cung trường nhạc bỗng nhiên lại ngừng lại nhìn thấy mẫu thân và sư công đang ở cùng với nhau tại sơn đỉnh phía trước cách nhau một khoảng không xa cũng không gần có một số người trên thế gian này ngay cả tuổi già rồi cũng không thể nào lấy đi được vẻ đẹp của bọn họ ngược lại sẽ lắng động thêm men qua năm tháng ủ ra một loại vẻ đẹp thuần khiết mẫu thần và sư công không thể nào nghi ngờ là hai trong số đó ngoài đình lất phất mấy cánh hoa hạnh lẻ loi xoáy tròn ở trong không trung trần a kiều bắt lấy một cánh lại chậm chậm vo tròn thở dài nếu như nhạn nhi chỉ đơn thuần lại nhạn nhi chắc sẽ lựa chọn ở bên cạnh sư phụ chỉ tiếc rằng nàng không phải như vậy. Tiểu Phương cảm giác một nỗi đau đớn dịu dàng dâng lên ở trong lòng, nhưng ông ôm mối tình cầm nửa cuộc đời, có được một câu này cũng tốt. Ông không muốn nàng khó xử, lại nói. Vậy kiếp sau, con chỉ là nhạn nhi, có được không? Kiếp sau sao? A à, Kiều nhìn xa. Con vốn không tin có tiếp kiếp sau, nhưng nếu như thực sự có kiếp sau, con không thể nào hứa hẹn với người điều gì bởi vì con sợ rằng bản thân của con ở kiếp sau sẽ lại tự oán hận mình nhưng nàng lại từ từ quay đầu lại nhìn tiêu phương chân thành nói kiếp sau sư phụ có thể sớm tới tìm con nếu như ông tới gặp nàng trước lưu triệt biết đâu lại có một kết cục khác chẳng qua nàng lại rất hoài nghi một người có tính cách ngang tảng như lưu triệt chắc chắn là sẽ không thể nào để xảy ra chuyện như vậy được rồi tiêu phương gật đầu lại qua mấy ngày khí trời mát mẻ đám cung nhân đỡ thái hậu nhẹ nhàng nói người có muốn chuẩn bị ghế nằm ở ngoài điện hay không không cần đâu nàng giống như là có điều gì đó suy nghĩ lắc đầu ta muốn trở về xem lại điện trường môn Cung nhân lại hơi kinh ngạc từ sau khi vũ hoàng đế mất đi thì trần thái hậu chưa bao giờ ở lại điện trường môn chắc là sợ mấy cảnh nhớ thương người nhưng mà người các cô hầu hạ là người phụ nữ tôn quý nhất triều đại hắn dù cả bệ hạ đến đây cũng không phản đối nên phải quỳ gối đáp vâng điện trưởng môn từ lâu không còn người nhưng vẫn được quét dọn hết sức sạch sẽ trần đa kiều nhắm mắt cũng có thể chỉ ra sau chiếc án đó liều trẻ đã từng ôm nàng cùng nhau xem sách sau tấm bình phong đó nàng đã từng sửa lại áo mũ cho y sau tấm bình màn trướng đó bọn họ đã có vô số lần hoàn ái triệt nhi thoáng một cái mà người đã rời xa thiếp đến hai năm rồi nàng cho là mình sẽ rơi lệ nhưng bây giờ lại cảm thấy bình tĩnh bình tĩnh nhìn chỗ ngồi này tràn ngập ký ức giữa y và nàng vừa đau nhói lại vừa ngọt ngào mai mai phì thời nhà đường đời sau có viết trưởng môn cứ tựa không người quét y dùng tình yêu của mình biến trưởng môn thành trung cung vạn người kính ngưỡng không ai sánh bằng nếu như thực sự còn có một giang thải bình đa tài đa nghệ vậy thì nàng sẽ ra sao Mấy liễu không tô lâu lắm rồi Son thừa nhúm lệ ở bờ môi Trường môn cứ tựa không người quét Há tặng chân trâu để đãi bôi A à, Kiều bước ra khỏi trường môn Ngồi xuống tấm bồ đoàn mà công nhân trải ra trên chiếc ghế Ở bên ngoài điện Nàng đã cao tuổi Nên chỉ lát sau liền ngủ thiếp đi trong ánh nắng âm áp Không biết qua bao nhiêu lâu sau Nàng bị nhẹ nhàng lay tỉnh Thấy một khuôn mặt quen thuộc với đôi mải sắc như lưỡi kiếm Đôi môi mỏng đang ở gần trong gang tấc liền ngơ ngẩn gọi triệt nhi mẫu thân lưu mạch lại nghe không gió gọi lần nữa nàng nhìn kỹ lại than thở à mạch nhi à có một cảm giác thất vọng mơ hồ dâng lên ở trong đầu của nàng hơn một tháng sau thì trần thái hậu mất ở cung trường nhạc thọ 70 tuổi nhưng nhìn dung mạo chưa đầy 44 mươi các cụ nữ như lệ thường định vào hầu hạ thái hậu rửa mặt thì vẫn thấy thái hậu có vẻ mặt tươi tắn bờ môi hơi mỉm cười nhưng mà lai gọi mái vẫn không tỉnh dậy thì lại hoảng hốt vội vàng đến điện tuyên thất bẩm báo với bệ hạ nhưng không ngờ bệ hạ là có thần giao cách cảm với thái hậu nên từ sớm đã có dự cảm không lành chưa đợi cung nữ nói đã vội vã chạy tới cung trường nhạc nhìn dung nhan trần thái hậu lại khóc lên thất thanh trong cung tức thì tràn ngập những tiếng khóc lóc khi cho tuyết ô mừng uốn mình nhảy xuống đất mở to cặp mắt lòng lanh nhìn mọi người không rõ hôm nay có chuyện gì mà đám người kia lại khóc lóc thống thiết như vậy có lẽ là nó cũng đã hiểu rồi người phụ nữ quanh năm bế nó đã không còn trên cõi đời này nữa theo di chỉ của hoàng đế triệu đế trôn cất trần a kiều ở cùng cung tầm với phụ với vũ đế ở trong mậu lăng trong cung để tăng ba tháng tưởng niệm trần thái hậu đến thời điểm hoa đào đua nở vào năm sau triệu đế tách khỏi mọi người một mình một ngựa cưỡi chu lì tới mậu lăng đứng trầm mặc tưởng niệm ở trước mộ của cha mẹ cả cuộc đời này cha mẹ của hắn luôn sống được ở bên nhau khi chết cùng chôn cùng huyệt đó là cả phu thê ân ái hiếm có trong nhà đế vương mẫu thần đây cũng là mong muốn ở trong lòng người có phải không hắn miền màn suy nghĩ Hòa đào trong gió rồi lất phất xuống bên mộ trông giống như là mưa máu lại tựa như là những giọt nước mắt vừa rực rỡ vừa yêu dị vừa long lanh mỹ lệ Liều mặt khẽ mỉm cười xoay người dắt chu ly ra khỏi khung khu lăng tẩm của hoàng đế rồi lại lên ngựa hét lớn đi thôi. Chu lì hí một trạng dài, Tùng vó phi nhanh về hướng cùng vị ương để lại phía sau một vùng trời hoa đào rực rỡ. hết chương, hết chuyện. mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ kênh của anh Nì. giờ à, chuyện vẫn còn à, hai ngoại chuyện nữa thì mình sẽ đăng một tập phụ. Mong rằng mọi người sẽ vẫn theo dõi ngoài chuyện của chuyện này.